Hello, welcome to Thaicom TV. Thaicom chào các bạn. Welcome to Taipei. Welcome to Gay Pride ở Taipei năm 2023. Và Gay Pride năm nay với chủ đề là Diversity. Sự đa dạng. Sự đa dạng. So, let's go. Thank you. See you soon. Bye bye. Hello, welcome to Thaicom TV. Thaicom chào các bạn. Chào tất cả các bạn đến với Taipei. Năm ngày vừa qua, Thái Công với Huy đến Taipei vì đây có cái chương trình tên là Gay Pride. Gay Pride không phải là tự hào chúng ta người đồng tính, nhưng mà tự hào dám đứng dậy và nói chúng ta là người đồng tính và chúng ta sẵn sàng hy sinh, bỏ ra công sức để tranh đấu cái quyền lợi cho những người đồng tính. Và hôm nay Huy với Thái Công rất là vui khi có cơ hội tham dự cái Gay Pride ở Taipei, một trong những cái Gay Pride lớn nhất ở Á Châu. Nhân dịp này Thái Công với Huy sẽ giải thích các bạn vì sao có Gay Pride, vì sao người ta tranh đấu cái này là cái gì. Để mọi người hiểu rõ hơn về cộng đồng LGBTQ+ và sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn trong cộng đồng này. Mình đi ở đây không phải là mình tranh đấu cái quyền lợi cho người đồng tính ở Taiwan, ở Đài Loan. Thì ok, ở Đài Loan là ở Á Châu là hiện nay cái chỗ này là cái chỗ mà tổ chức lớn nhất cho đồng tính trong Gay Pride. Thì mình tham gia cái chỗ này không phải là mình tranh đấu cho Đài Loan, mà thật sự mình tranh đấu cho toàn thế giới. Và cái Gay Pride này thì hầu tất cả những cái nước nào mà open thì em thấy đều có và diễn ra, đúng không anh? Diễn ra hết giờ. Thời gian khác nhau. Những đất nước như là Âu Châu gần như là tỉnh nào cũng có, chứ không phải như Hamburg là một tỉnh ở nước Đức, nhưng không phải tổ chức Hamburg không, tổ chức ở Frankfurt, ở Berlin, Munich đủ hết trơn, hay là bên ở Hà Lan, Amsterdam, Paris, rất là nhiều chỗ. Và mỗi năm có một cái chương trình gọi là Gay Pride, mục đích chính là thật sự là đây là một cái chương trình để mở mang tầm nhìn cho mọi người và cũng tranh đấu một cái sự công bằng cho những người đồng tính trong xã hội. Mặc dù ở Taipei là một trong những đất nước đầu tiên ở Á Châu đã đồng ý gọi là official về đám cưới đồng giới, và tuy nhiên thì mỗi năm những cái phong trào này nó vẫn diễn ra đều đặn, tại vì nó muốn khuyến khích thêm và những cái phong trào ở những cái đất nước Á Châu khác. So, lá cờ Thái Công là lục sắc, có nghĩa là sáu màu biểu tượng cho đồng tính, có nghĩa là đa dạng màu sắc. Và cái đề tài năm nay cũng là đa dạng màu sắc, trong cuộc sống chúng ta rất là đa dạng. Này tên là Village People, năm người hát cái bài rất là nổi tiếng YMCA. Rồi chương trình gay nào không được thiếu cái bài YMCA quốc ca.
Trước đây bây giờ người ta gọi cái chương trình đây là Gay Pride, còn hồi trước đây người ta gọi là Christopher Sweet Day. Christopher Sweet Day thường thường là Christopher Sweet Day nhiều hơn, vậy nó gọi đặt ra cái Gay Pride. Cái Christopher Street là cái đường em nhớ không, ở New York, khu vực Green Village, em nhớ không? Thì cái đường đó là cái đường rất là nhiều bar, nhà hàng, khu vực những người đồng tính ở rất là nhiều. Thì cái khu đó khoảng 1968-70 có một cái vụ rất là lớn trong một cái bar tên là Stonewall. Thì bắt đầu người ta mới tranh đấu cái tự do cho người đồng tính, một cái sự công bằng cho đồng tính. Cái lúc đó là bên Mỹ 1968 cũng vô áp vô cái bar này, đóng cửa lại, nhốt cái người ta ở trong trong cả mấy ngày, cả tuần trong trong đó, gọi là một cái sự chính trị rất là lớn. Và từ đó mới đem một cái đề tài ra là sự công bằng trong đồng tính. Có nghĩa là cũng có gần đây thôi, nhưng mà 1970 thôi đó, gọi là khoảng chỉ có hơn 50 năm thôi. Thì cách đây 50 năm cũng phải có những người, người ta đứng lên, người ta nói về cái đề tài này, và từ đó chính quyền mới đổi những cái luật lệ. Bởi vậy cũng phải cần rất là thời gian dài, anh cũng hiểu cái điều đó. Và những cái phong trào này người ta cũng mất rất là nhiều năm để đấu tranh, đòi cái, tìm cái quyền lợi của mình. Và nó cũng đã bắt đầu từ rất là nhiều những cái đất nước, và bây giờ thì bây giờ nó cũng đã phát triển hơn rất là nhiều. Và em hy vọng là trong tương lai sẽ nó sẽ trở nên bình thường và nó sẽ không còn Gay Pride nữa. Tại vì một khi nó đã trở thành một cái điều gì đó bình thường thì không còn ai sẽ đấu tranh một cái điều gì nữa. So, thật sự là mình cũng không phải là không bình thường. Cái gì nó khác lạ người ta cứ nói là không bình thường luôn. Yeah. Nhưng mà tại vì người ta thấy không, tại vì thấy cái lạ thôi chứ. Thật sự nếu mình ở trong cái thế giới này mình thấy đâu có gì đâu mà lạ. Thì mình ở sống trong một cái xã hội mà người đàn ông yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà yêu đàn ông yêu đàn bà, thì một cái đa dạng đó mình thấy nó bình thường, chứ không có cái gì mà phi bình thường cả. Chắc là mình sẽ giải thích thêm, có nhiều người xem cái chương trình này người ta không hiểu tại sao người đồng tính mà tranh đấu đám cưới với nhau. Người ta tranh đấu đám cưới không phải là người ta muốn làm một cái tiệc cưới để cắt bánh đám cưới hay là chỉ chụp hình đám cưới không đâu. Phải về sự quyền tự do, bình đẳng và phát triển về kinh tế của xã hội nữa. Thấy không, thí dụ cho các bạn nghe, thí dụ bây giờ Thấy Không với Huy sống chung với nhau 10 năm mà thí dụ hai người tính ra là hai người độc thân, trong này trên giấy tờ là mình không có cưới nhau được, mình là người độc thân, thì theo cái luật bên Đức mà hai người, một người độc thân á, thì người ta phải đóng thuế rất là cao, người ta đóng tới 50% cái thuế thu nhập. Nhưng mà ngược lại những người mà có kết hôn á, thì người ta đóng thuế rất là ít luôn, hình như còn có 10% của cái thuế thu nhập thôi, rất là ít. Thì em biết là về trong cái đề tài mà kết hôn đồng tính này thì anh nghiên cứu rất là rõ, nên anh hiểu rất là tường tận những cái gì mà đằng sau về một cái quyền lợi gọi là bình đẳng. Thì thông thường thì những cái người mà ở phía ngoài người ta thì người ta nói chung là người ta dùng chung một cái khái niệm đó là đấu tranh cho cái sự cái quyền lợi của họ trong cuộc sống. Nhưng mà chi tiết và bên trong thì nó có rất là nhiều cái nó liên quan đến những cái lợi ích trong xã hội, liên quan đến về mà kinh tế tài chính của một cái người độc tính. Yeah. Không, một cái điều rất là đơn giản, thì thí dụ mình một người bị tai nạn và phải đi vô bệnh viện, vô cái phòng cấp cứu, thì cái lúc đó là bất tỉnh, thì chỉ lúc đó là chỉ có những người gia đình như cha mẹ hay là chồng vợ thì mới được vô cái phòng đó thôi. Còn những người bạn á là không có được vô. Cái là trong giấy tờ luật lệ là nó như vậy. Trong giấy tờ anh với em là chỉ là làm bạn thôi, chứ không có chồng vợ gì cả trong đây, chồng gì cả trong đây. Thì thí dụ mà một người bị tai nạn thì anh không được vô, hay là em không được vô cái phòng cấp cứu. Các bạn thấy cái đó là một cái điều cũng là vô lý, đúng không? Có nghĩa là lúc mà đám cưới rồi thì cái quyền lợi nó mới có. Bởi vậy nếu mà đám cưới nó official thì các bạn thấy nó chính thức á, thì các bạn thấy nó rất là công bằng trong những cái điều này và nó rõ ràng. Yeah, và một cái minh chứng đó là ở tất cả những cái nước văn minh ở Âu Châu hay là ở Mỹ hoặc là những nước như Taipei với một cái tư tưởng rất là ủng hộ cho cái cộng đồng LGBT, thì rất là nhiều nước hiện tại ở trên thế giới đã có cái luật và đó là ủng hộ những đám cưới của những người đồng tính.
Người đồng tính nam nữ hay là xuống tình dục nam nữ hay là những người transgender có nghĩa là LGBT plus đúng không? Đến đây tham dự. Em nghĩ nếu mà đó là con số thực tế còn lớn hơn nữa, thấy quá đồng. Trời đông. Đồng cũng hiểu đồng. Mà người ta tổ chức ngay trung tâm luôn, có nghĩa là ngay chỗ mà khách sạn W kế bên cái tòa nhà 101. Và cái chỗ mà người ta bắt đầu là cái là City Hall, Ủy ban Nhân dân đó, gọi là chỗ tránh đó, cái chỗ là mà thực sự trong thành phố, giống như là nếu mà ở Sài Gòn là tổ chức là ngay cái chỗ đường Nguyễn Huệ đó. Nhưng mà một cái hay ở Taipei là em thấy những cái sự kiện này diễn ra rất là đông người, nhưng mà mọi thứ được tổ chức rất là bài bản, chỉnh chu, và em cảm thấy là mình đông người nhưng mình không có kiểu bị sợ, và xung quanh thấy rất là an toàn, anh ha, rất là một cái tốt. Thái Nguyên một cái thành phố mà ta phải chặn đường hết cho một cái chương trình Gay Pride. So, hy vọng một ngày đó ở Việt Nam cũng sẽ tổ chức một cái chương trình lớn như vậy. Thật sự cái cộng đồng LGBT cảm thấy cũng hay á. Ví dụ cái ở Taipei mà có cái chương trình Gay Pride này thì là rất là nhiều người Á Châu chung quanh đây, anh thấy là tất cả ha, những người chung quanh là từ Hồng Kông, Singapore, Việt Nam cũng qua đây rất là nhiều. Người ta tới đây người tham gia. Có là ai muốn đến đây mà mở mang thì có thể là kết bạn rất là nhiều người mới ha. Nói đại công. Em từ đâu đến? Dạ. Em từ đâu? Em từ Phúc Phúc. Từ đâu? Em làm ở bên này 7 năm rồi. Ở bên này đó, ok. Em như người nhận ra. Yeah, ok. Bắt đầu em chụp hình cho em. Ok. Bác phải chơi đi du lịch à? Du lịch, dạ. Dạ, dạ. Bác thì hai người chơi vui vẻ. Ok. Thank you, bye bye. People we're gonna vote him, and he's the one who's gonna join the voting. Okay, okay, good, thank you. Đó là đang ứng cử thành thủ tướng em, có cái này giống như tổng thống á. Ai sợ xin sợ xin sợ xin sợ xin sợ xin sợ xin sợ và em thấy cái hàng đầu đi á là ông đó, là ông là đang ứng cử làm thủ tướng ở Taipei, okay. Ở Taiwan, thủ tướng Taiwan. Đó là những người chính chuyên gia rất là lớn, người ta cũng tham gia những cái chương trình này. Dạ, yeah, tại vì người, đây là những cái đề tài rất là quan trọng trong xã hội, và người ta cũng muốn đưa cái sự ảnh hưởng của người ta ra để ủng hộ một cái cộng đồng này. Và bây giờ một cái tiếng nói của cái cộng đồng LGBT trên thế giới nó rất là lớn, và nếu mà được sự ủng hộ của cái cộng đồng này thì người ta có rất là nhiều những cái khả năng để trở thành những nhà chính trị gia trong những cái mùa ứng cử. Các bạn thấy nếu mà nói chung là theo khoa học á, người ta tìm hiểu ra là khoảng trong dân số khoảng 5-10% là người đồng tính, có nghĩa là nói chung chung là như vậy. Ở đâu vậy chứ, thì bây giờ các bạn làm cho một công ty 1.000 người thì có khoảng 50-100 người sang người đồng tính, cho là chung chung. Hay là một cái đất nước như là 100 triệu dân số thì có khoảng 10 triệu người, 5-10 triệu người người đồng tính. Đó là một con số rất là lớn. Và các bạn nghĩ như con số này, nó dĩ nhiên là mọi người nó có một cái tiếng nói. Và một phần nữa là em thấy những cái công ty lớn như là Google, Gap, Louis Vuitton, LVMH cũng tham gia cái chương trình Gay Pride này.
và đầu tiên là những cái công ty đó cũng người đồng tính làm rất là nhiều ở trong trọng, đó là một cái nhân sự rất là quan trọng cho họ. Em tưởng tượng bây giờ mấy người đồng tính người ta không làm việc nữa đi, thì chắc trong thế giới này ta sẽ thiếu sót rất là nhiều thứ, cũng như là trong công ty AVMH là công ty thời trang, mà từ từ người đồng tính không làm việc nữa thì chắc là nhiều nhãn hiệu thời trang của AVMH chắc không còn tồn tại được luôn. Tất cả những người thiết kế thời trang như là Marc Jacob nổi tiếng, Karl Lagerfeld, Valentino, những người đó là người đồng tính hết. Ngược lại người ta cũng hiểu rõ rằng là cái nền kinh tế nó cũng rất là lớn. Em biết những người đồng tính, ví dụ người ta đi làm nhiều, người ta không có con thường, người ta xài rất là nhiều như là dầu thơm đi, quần áo, những mấy cái consume mấy cái đó rất là lớn với con số không có bỏ qua được. Mà những người mà công ty như là luxury goods, high fashion, người ta cũng đánh vô những cái group như là người đồng tính rất là nhiều, vì cái đó là một cái kinh doanh, cái lợi nhuận rất là cao. Nên là trong cái Gay Pride vừa rồi mình đi, mình thấy những cái công ty cùng tham dự cái diễu hành rất là nhiều anh ha, lớn. So, đằng sau lưng mình có một cái group của AVMH chắc có thể làm trong tiệm Louis Vuitton. Yeah, hay là ngân hàng Standard Chartered hay là hãng Nike. Những cái quyền lợi như là một người bình thường. Ngược lại là mình thấy những cái công ty như là Google, AVMH, Gap, những cái công ty đó mà mình thấy người ta đã đứng lên á, thì anh thấy những người đồng tính, người ta hiểu biết, người ta cũng ủng hộ những công ty đó. Giống như mình ủng hộ những cái đất nước như là Taiwan, người ta ủng hộ người đồng tính thì mình cũng thích đến đây, mình cũng bỏ ra tiền, mình xài một cái chuyến đi, mình xài biết bao nhiêu tiền, thì người ta cũng, mình cũng đem tiền đến đất nước cho người ta. Ngược lại những cái đất nước mà người ta chống đối những người đồng tính đó, thì mình đến làm chi, người ta không thích mình đem tiền đến cho người ta làm chi. Và thật sự đó là những cái kênh mà em nghĩ là sẽ thông qua được những cái thông tin để cho nhiều người. Những người nào mà hiểu chưa rõ thì sẽ hiểu rõ hơn, những người nào chưa hiểu thì mình sẽ từ từ mình sẽ hiểu, đúng không? Những người ví dụ như ta, ủa chưa biết tại sao những đất nước lại ủng hộ đồng tính, mà lại một cái đất nước, một cái công ty lớn như vậy, một cái công ty Apple hay một cái công ty về Google, người ta ủng hộ cộng đồng LGBT, thì tất nhiên những người đó người ta sẽ đặt dấu chấm hỏi, ồ vậy tại sao người ta lại support, người ta lại ủng hộ, và người ta sẽ có một cái nhìn khác. Anh cũng tìm hiểu rõ những cái đất nước nào người ta kỳ thị người đồng tính, thì có một cái list khoảng 70 đất nước, thì mấy 70 đất nước đó anh tránh xa. Như là Bali là thuộc về Indonesia, và Indonesia rất là kỳ thị người đồng tính. Bali đó là như những cái đảo riêng nhưng mà nó thuộc về Indonesia, thật sự là không nên đi. Cũng như những cái khách sạn ở London như là cái Dorchester, hay là ở bên Paris cái đốc sang Plaza Athene, thì nó thuộc về ông vua của Brunei em, thì ông này cũng rất là kỳ thị người đồng tính, và cái đất nước rất là kỳ thị đồng tính. Thì cái đó đến nỗi mà ông George Clooney là một người rất là nổi tiếng và diễn viên Hollywood nha, và ông cũng từ chối tẩy chay những cái khách sạn như là Plaza Athene hay là cái Dorchester ở London. Đó thì em nghĩ mỗi người tiêu dùng người ta sẽ có một cái lý do riêng của người ta để người ta bảo vệ cái quyền lợi trong tư tưởng của người ta, và người ta hoàn toàn có quyền là ủng hộ về mặt tinh thần hay là ủng hộ về mặt tài chính cho những cái gì mà liên quan đến cuộc sống của họ. Thì em với anh cũng rất là thích đi những cái đất nước mà người ta rất là cởi mở về tư tưởng, về cũng như là văn hóa, cũng như là ủng hộ cộng đồng LGBT, giống như là Taiwan chẳng hạn. Không phải đến nó vui vẻ không, mà nhiều khi mấy cái chỗ khác mình đến nó không được an toàn nữa. Có là trong luật lệ nó có thể phạt mình được, hay là nó có nhiều người ta kỳ thị, nó không được an toàn cho mình. Vậy cái chương trình này, những người đang xem, những người đồng tính cũng suy nghĩ lại những cái đất nước, thực sự nghiên cứu lại những cái đất nước có
nguy hiểm cho mình hay không, nó có ủng hộ người đồng tính hay không, hay là người ta nó có kỳ thị, nó có nhiều cấp kỳ thị nữa nha. Có nghĩa là ở bên Phi Châu nó có nhiều kỳ thị đến nỗi mà có tử hình cũng có, nên phạt rất là nặng luôn á. Có nghĩa là những cái đất nước đó là mình phải rất là tránh xa, nó nguy hiểm cho người đồng tính luôn. Gay Pride Thái Công thấy nó cũng còn quan trọng, thì Thái Công hy vọng một ngày đó không còn Gay Pride nữa. Yeah. Gay Pride người ta tổ chức vì người ta muốn mở rộng cái tầm nhìn về những người đồng tính và quyền lợi của những người đồng tính. Yeah. Thái Công tin rằng nếu mà một cái xã hội mà nó công bằng hết từ mọi người, không còn phân biệt màu da, giới tính, xu hướng tính dục hay là dân tộc, hy vọng là qua những cái thước phim này và những sự chia sẻ của Huy và anh Thái Công thì mọi người sẽ có một cái nhìn đúng đắn và hiểu hơn về cộng đồng LGBT, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một video clip khác.